Trời ơi, giờ này mưa mọi người. Mưa từ tối luôn. Mưa từ 4 giờ mấy, 5 giờ luôn, tới giờ. Giờ gần 8. Làm móng cho chị đó xong cái chị vừa mới chạy xe ra thì có bạn em của chị rủ chị đi hội thảo để chị quay lại làm trang điểm nữa. Nãy mới bắt nồi bắp lên, bắp này hôm qua về Bình Phước mẹ cho, trời chắc ngọt lắm luôn á nha, trời nhìn có vẻ ngon. Nấu thêm chút nữa lên dọn dẹp, lên dọn dẹp rồi hồi bắp chín ăn bắp. Trời đó bụng quá ta, mấy bữa nay thèm cơm quá. Chị ơi bán em trứng hộp vịt lộn. Hết vịt lộn rồi chứ còn gì không? Cút lộn. Cút lộn hả? Cút lộn thì ăn sao nấy ta. Ăn sao no. Đây hả? Đây chúng lộn phải không? Đây mập ơi. Sáu, chín, mười, trứng trứng mười trứng thôi, trứng ngàn. Trứng này bao nhiêu một trứng? 3.200 hả? 3.200 hả? Ừ, 3.200. Thì 3 trứng thì nó là 9.000 đúng không ta? 10.000. 3 trứng 10.000. Rồi 10.000 với lại cái này thêm 1.000 nữa. Cái này 9.000 mà. Mày bán chín lộn mấy? Mình thêm hả? Trời ơi, 10 trứng này không biết bằng một cái trứng vịt không nữa. Ăn nhỏ xíu à. Thôi, giờ em sẽ đóng cửa đi đi chợ tí. Sáng mở cửa ra làm cho chị kia. Giờ tạm mưa rồi. Trời mới tạnh mưa á mọi người, đường còn ướt nhẹp à. Cái chợ này xây sắp xong rồi nè, nhanh ghê luôn á trời. Nghe nói tháng 9 đưa vô hoạt động rồi. Trời mới mưa xong cái nó mát ghê á, trời xanh lè luôn. Đường sạch quá trời. Hoa đẹp quá. Mua bó hoa. Cái mua cái này chiều xào thịt bò ăn. Lấy con tàu 49 đi chú. Tàu 49. Rồi.
ghé kiếm mua thịt bò mà không có, mua thịt heo luôn. Nhờ chị đó vô mua hành giùm, lấy hành giùm. Nhỏ đó không qua học hả? Bé không qua học hả? Có gì xào không? Lấy đồ, lấy ấy của em mình xào cả. Cái này luộc đi, còn lấy cái kia của em xào không? Thôi, nè, luộc bầu trắng cá luôn á. Em có mua bông 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 bí kìa, với thịt heo nạc á. Chồng của bé rửa xe nó đi, câu cá gì được 9 kg mấy. Ghê à? Anh đi câu cá tra ở đâu mà được 9 kg? Nghe nói cá tra ăn cứt mà. Cứt ở dưới miền Tây chứ đây ăn cứt đâu cho ăn. Ai biết nó thả cứt bò xuống cho ăn sao bà. Giờ 12 giờ mấy rồi, ở lại nán ở lại chơi ăn cơm luôn rồi về. Chứ giờ về cũng phải nấu cơm, mua đồ ăn để dành mai nấu đỡ tốn. Thôi chậm ăn cơm đi, nó quay nữa cái bỏ gì đâu, quay cái nồi cơm, nồi cơm gì bự quá trời, nồi cơm cũng lộ ấy. Nồi cơm này nấu cơm ngon hay tại do gạo ta? Nồi cơm ta nấu cơm ngon đó nên không bỏ nó đó. Để dưới được không? Để này. Để đây luôn. Ăn cơm nhà chị hai xong rồi, giờ em giờ cũng một giờ mấy rồi, em sẽ đi xuống dưới chỗ chuồng ở dưới này. Nghe anh hai chỉ cái chỗ này hay nhớ, ok lắm, để xuống thử thôi. Hay nhớ xong rồi ghé chỗ cây xanh mua chậu cây nhỏ nhỏ về, để thấy trong tiệm còn thiếu cây xanh. Chú đó ngủ quên luôn. Dạ thay nhớ hả? Em phải gọi điện á. Chờ chú thay nhanh mà con không nghĩ luôn. Chút đó hả? Chưa mua chút đó. Cây này là cây gì anh? Cây tiền đó. Kim tiền luôn hả? Mấy cái này nhỏ nhỏ để trong nhà được ha. Màu xanh đẹp. Mấy lần trước em cũng ra đây mua. À rồi anh có đá bỏ vô trên không? À. Để lấy cho em hai cây đó đi. Lấy cây đó đi. Với cây này. Cái này dễ thương. Rửa xe cho em nha. Mọi người ơi, em mua được hai cái cây này nè, dễ thương á. Mua xong rồi không biết để đâu luôn á. Để lên mấy cái bàn này nó. Nó có ô về quá người ta. Trời ơi, đẹp mọi người, xuất sắc luôn. Đây, cây này nữa. Xong rồi mọi người, em sẽ để một chậu ở đây. Chậu cây này ở đây. Anh đó anh chỉ là một tuần cứ tưới một lần thôi. Ông địa thì có phát tài với hoa rồi, hoa mới cắm. Với một chậu bên này. Ở bên đây thì có cây kim ngân mua hồi lâu rồi, mấy tháng rồi, với cái cây này nữa là được. Vậy là xong. Nhà có không khí sống rồi đó. Giờ nắng quá làm biến ra quét sân quá mọi người. Để chiều mát mát ra quét sân. Mới đi về mệt quá. Em Ngọc đã vào. Hôm nay em Ngọc đến. Trời ơi, mua nước cho chị nữa thôi, mua bóp đựng mua cho chị nha.
uống mập lắm mẹ ơi, tao không uống đâu, trà sữa nữa. Trời ơi. Chịu nổi Ngọc không? Cho em chọn một cái. Cái gì hả? Ừ, dễ thương không? Để đây cho chọn một cái nào, thích cái nào cũng được hết á. Cho mày bịch bịch này về sàn sải lại nha. Tiêu này là tiêu vườn á nên nó còn ấy còn bụi này kia nọ. Con Ngọc xì nó lại mua thêm cái hũ hấp dầu nữa. Con này mới bố là cái tiệm em có cái gì là nó ủng hộ hết luôn. Để em học lại cái cách con Ngọc nó dũa móng. Nãy nó dũa như vậy nè. Nó dũa như vậy xong rồi nó dơ lên. Xong rồi lấy cái này nó làm. Xong nó ngó nghiêng ngó. Lúc có em thì nó đâu có làm vậy đâu. Em gình gình em coi thì thấy nó làm vậy á. Cái em lại em nói nó là mày làm thì kiểu khách thì phải đứng im, tay của người ta như vậy, cái cứ giờ vũ quen như vậy rồi mà móng tay của khách cứ bẻ lên bẻ cho nó làm nhanh, nó làm cho nó nhanh lắm mọi người. Mọi người nghĩ coi nó làm vậy á, rồi mốt nó vô nó thực hành khách chắc nó bẻ tay khách rồi, khách chắc là lấy cái tay bỏ túi xách về luôn quá à. Bỏ tay Ngọc xì luôn.